Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Thử thách chết người, livestream liền 12 ngày đêm của YouTuber gây kinh hãi. Nomi, 19 tuổi, sống tại Australia, có 1,2 triệu người theo dõi trên YouTube, đang trở thành tâm điểm chú ý với thử thách mạo hiểm chết người khi thức liên tục 264 giờ 24 phút để phát trực tiếp. Nhiều người xem cảm thấy thử thách này đã đi quá xa vì Nomi bắt đầu có dấu hiệu sắp ngất xỉu khi đang phát trực tiếp. Anh bị ảo giác và thậm chí giọng nói trở nên không mạch lạc. Don, anh trai của Nome, là một trong số ít người xuất hiện trong buổi phát trực tiếp và đã nhiều lần phải ép Nome tỉnh táo. Don thường xuyên tạt nước vào mặt em trai và thậm chí còn bắt Nome phải đứng dậy. Nhiều người bình luận trong video phát trực tiếp yêu cầu Nome phải dừng thử thách vì sức khỏe có vẻ đang xấu đi. Những người theo dõi phải báo cảnh sát vì lo ngại cho sự an toàn của anh. Gần cuối buổi phát trực tiếp, xe cứu thương và xe cảnh sát vẫn túc trực bên ngoài nhà anh. Mặc dù Nome có thể đang tiến gần hơn đến kỷ lục thế giới, nhưng thành tích này hiện không được kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận nữa. Người cuối cùng lập kỷ lục này là Randy Gardner. Anh đã thức trong tổng cộng 264 giờ cho một nghiên cứu khoa học. Sau đó, Gardner gặp phải các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng và phải vật lộn với chứng mất ngủ trong thời gian dài. Ngày 11 tháng 8, Nome chia sẻ trong bài đăng trên Twitter rằng YouTube đã tạm dừng phát trực tiếp về tình trạng thiếu ngủ của anh, tài khoản đã bị xóa khỏi YouTube. Tính đến ngày 12 tháng 8, theo tìm hiểu của The Mirror, kênh YouTube của Nome vẫn hoạt động bình thường, mặc dù không thể tìm thấy luồng phát trực tiếp kéo dài 12 ngày nữa. Sau khi phá vỡ kỷ lục về thời gian thức, Nome bị các chuyên gia y tế chỉ trích và gọi đây là trò đùa hoàn toàn điên rồ. Tiến sĩ Deborah Lee, làm việc tại Dr. Fauci Pharmacy, nói với tờ The Daily Star, "Tôi nghĩ đây là sự điên rồ. Nếu bạn muốn tự tử, đây là cách kéo dài sự đau khổ. Một khi chứng mất ngủ xuất hiện, tuổi thọ trung bình chỉ còn từ 3 tháng đến 3 năm và không có cách chữa trị, thậm chí mất ngủ có thể gây tử vong." Tiến sĩ nói thêm rằng, tại sao người có đầu óc tỉnh táo lại muốn tự mình trải qua điều này? Còn gì tuyệt hơn việc trèo lên chiếc giường đáng yêu của mình mỗi đêm, cuộn tròn và chìm vào giấc ngủ. Đó không chỉ là nhu cầu thiết yếu, mà còn là một trong những thú vui của cuộc sống. Các chuyên gia y tế đã nhiều lần nói rằng tình trạng thiếu ngủ có thể gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe. Theo tiến sĩ Michelle DeRoop của Cleveland Clinic, giấc ngủ rất quan trọng. 24 giờ không ngủ tương đương với nồng độ cồn trong máu là 0,1%, cao hơn mức giới hạn hợp pháp ở Anh. Những người thức trong khoảng thời gian đó có nguy cơ gặp phải các biến chứng như nói lắp bắp, suy giảm khả năng phán đoán và đưa ra quyết định, giảm trí nhớ, giảm chú ý, suy giảm thị lực, thính lực, giảm khả năng phối hợp tay mắt, run rẩy và căng cơ. Không chỉ vậy, những người thức 72 giờ liền sẽ giảm khả năng nhận thức chính xác thế giới xung quanh họ. Bạn sẽ cáu kỉnh, lo lắng, chán nản, đấu tranh với chức năng điều khiển và suy nghĩ. Bạn cũng có thể bắt đầu bị ảo giác, nhìn thấy hoặc nghe thấy những thứ không có ở đó, tiến sĩ DeRoop cho biết.